Giờ con dắt xe ra ngoài để chở bé Bun đi học rồi cả nhà. Bun đi học nè, hôm nay Bun đi học trễ cả nhà. Hello bé Bun. Đừng có đụng mấy con. Bun ơi. Hết năng lượng rồi. Bun hết năng lượng rồi. Đúng rồi, hết năng lượng rồi ha. Hết năng lượng không có nhảy được nữa. Chú ơi, sáng hôm nay là bé Bun đi khám bệnh cả nhà. Cô chú anh chị thì sáng sát bên nhà chị Hồng Loan thì cũng có một hôm nay trước nhà chị Hồng Loan thì có một cái đám cưới này cả nhà. Nghĩ cho nhiều lần có một đám cưới rất là đẹp luôn này. Đây, cô chú anh chị tăng hôn luôn cô chú anh chị. Nó treo cái bảng là tăng hôn. Xe mới có một cô dựa bên trong để mua đồ cho chị Loan cái chú chị. Chiếc xe là bên uống cà phê cả nhà. Cô Bun bơi chắc bà Hải chở đi chơi đó cô chú chị. Phía trong là anh Hải vừa chở bé Bun đi khám bệnh, nghe nói là thông tin như thế của chú anh chị. Thì bé Bun cũng hơi sổ mũi ho, chị Hồng Loan đang ở trong nhà làm những đơn hàng, cũng có nhiều cô chú anh chị đến mua đồ ủng hộ chị Hồng Loan đầu năm mới ngày hôm nay. Thì kế bên nhà chị Hồng Loan cũng có một cái đám cưới tân hôn nha cô chú anh chị. Thì em đứng đây để em cập nhật cho cả nhà mình xem tình hình phía trước. Ngày hôm nay là ngày mùng 10, là ngày dí ông địa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà biết thông tin thì cô chú anh chị hãy cúng giới ông địa. Nói chung hồi sáng sớm thì em cũng cúng ông địa rồi, giấy ông địa rồi để cầu xin lá cờ lộc năm nay làm em phát tài phát đạt, gặp nhiều may mắn mà thành công. Cũng mong cô chú anh chị cũng gặp may mắn như tiên ba miền là ba tiên ba miền. Thì nói chung là sáng sớm mà cúng cà phê chú năm tiên ba miền cũng cúng rồi nè. Cầu xin như thế. Mong cô chú anh chị gần xa để yêu mến, muốn mua hàng chị Hồng Loan thì đến mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan nha. Là tiểu thư ăn vặt nha cô chú anh chị. Bên kia là shop Bun Bun, chiên dì bấn, dây nịt, túi cá sấu nha cô chú anh chị, dài da luôn cá sấu nha cô chú anh chị. Thôi em xin kết thúc clip nha cả nhà. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Quay trở lại với kênh Tin Bên Miền. Thì hiện tại trước mặt em đây là cô chú anh chị. Thì chú chợ cơm cháy cũng đến nha cả nhà. Buổi trưa ngày hôm nay thì hồi tối là chị Hồng Loan diễn kịch đã kết thúc rồi cả nhà. Trong đó là sẽ hơn một tuần. Chào anh. Sẽ hơn một tuần sau đó là sẽ tiếp tục tập diễn tiếp nha cả nhà. Hình xe bên quán cà phê á. Mình một mình đang trẻ.
kia chứ. Bơm bơm ở trong nè. Không thấy chiều Hồng Loan nè, thấy chùm luôn không ạ. Thấy Hồng Loan về tối gì ngủ mệt khuya rồi nha. Răng biển kẹp hạt nít sái đâu có được. À chú Chánh cũng chưa lên nữa coi nhà. Còn chiến nữa chú. Hết rồi chú. Nói chung đầu năm bắn cũng chậm. Chú đi lịch chưa giống hả chú? Chưa ra tôi đi châu Đốc rồi. Chú chạy cháu mỡ được cắt dâu á. Quậy bà chứ được. Đi châu Đốc chứ. Đâm lại cũng đi đó. Chùa. Chùa. Hay như là dưới thằng Tài. Hôm nay dưới thằng Tài chưa? Dưới một thằng trước. Nói chị Loan dưới thằng Tài đi. Khoa nói chị Loan dí thằng Tài ra mua vàng đi dí thằng Tài. Đây cái nhà chú chở đồ cho chị Loan là chú nói là chú làm bữa nay còn mai chú đi chỗ Đốc rồi.